chào các bạn, đây là giải đấu toàn bộ các server ở bản tiếng chung Giải đấu này cũng đã có ở bản tiếng Anh rồi Thì hôm qua mình đã gặp một cái trận đấu như thế này Thì mình thấy hay hay nên mình quay lại Đây là trận đấu với cả một người chơi Có sử dụng 5 con hệ ma Và masada 11 sao, lua la 8 sao Và đi kèm với cả mega TNC 5 triệu 6 lực chiến Còn đây là đội hình sắp xếp của mình Mình đang để đó là cái đội hình một Đó là mega TNC với team tiên đất Này, 5 triệu ba và mình sẽ đọ với cả cái team 5 triệu 6 đó. Vì có 3 trận đấu này, đôi là tháng 2 là coi như thắng này, cho nên mình quay lại, đó là cái trận đấu đầu tiên thôi, cái team 5 triệu 3 của mình đọ với cả team kia 5 triệu 6. Đội hình của mình thì chỉ có mỗi Mega TNC với cả Shiny Mega TNC là con 8 sao, còn lại toàn là 4 sao hết này. Bạn thấy bên kia tàng hình và đi trước bên mình rất là nhiều mình để con lua là trong team của mình này bởi vì là đây cái giải đấu này sắp xếp theo kiểu mà đủ đội hình đã còn những còn lại lại chia đều cho những team khác rồi thì các bạn thấy bên kia không có con kiểu như là đi tiêm tiên đất đá ấy, cho đó cái tường của nó bị vỡ rất là nhanh còn bên mình thì cứ mỗi khi mà có con hệ tiên đất hoặc đá ở trong team thì cái tường của Mega TNC nó sẽ được cộng thêm theo mình dịch đợt trước là 50% do đó nó chắc hơn rất là nhiều và các bạn thấy là không có tường thì bên kia bị phản đam rất là nhiều này và bị ăn bẫy. Mega TNC này. Tường bị phá rất là nhanh. Lua la của mình đây. Hầu như là những con nào mà hỗ trợ thì nó thường sẽ đi rất là tốt. Đây là chỉ Lua la 4 sao của mình thôi, nhưng mà nó gây ra hiệu ứng cũng rất là Dạy như là làm cho địch bị không nhận được các liên kết của nhau này. Xong rồi giúp cho bên mình cũng có con tàng hình được này. Và Magina đặt bẫy này. Cứ mỗi lượt chẳng hạn. Hoặc là địch hành động thì địch sẽ bị mất máu. Còn khi các bạn đi cùng với tiên đất đá ấy, thì Mega TNC nó sẽ được miễn phí một lần tuyệt kỹ giống như thế này. Và nó sẽ chém được đòn rất là đau. Các bạn thấy là bên kia bị chết rất là nhanh nếu mà giả sử các bạn mà không có Lunala 8 sao để hồi sinh những cho những Pokemon hệ ma ở bên bạn chẳng hạn thì uh, coi như là đội hình của bạn lúc này coi như là tử rồi đấy thì các bạn thấy là đây con Masadao 11 sao bên kia đã chết rồi đấy thì nó muộn Masadao thực ra không phải là một con có sinh tồn tốt đâu đến khi mà các bạn có con Zelda 8 sao bổ trợ cho nó chẳng hạn hoặc là về sau có Luala xuất hiện 8 sao 8 sao thì la nó sẽ hồi sinh cho những Pokemon hệ ma lúc đó thì Masadao mới có thể quay trở lại trong team Chứ trước khi đến Masa, Lu, Luala như thế này Thì các bạn thấy là Masada 8, 8 sao hay 11 sao 8 sao thì thì cũng tương tự như 4 sao thôi Nhưng mà sát thương nó mạnh hơn một chút Và có thể bỏ qua khiên Còn 11 sao thì sát thương rõ là khủng Nhưng mà nó cũng không phải là con sinh tồn tốt Nhất là ở trong thời điểm như thế này Và trước khi lua La ra mắt Cho nên các bạn nên lưu ý Tim Ma về sau phải có Luala Thì các bạn mới có thể Có thể, gọi thể, thể, là có thể, có thể lật kèo được dưới cái sự hồi sinh của nó thì các bạn thấy chơi một đội hình giống như thế kia Và nhiều con 8 sao hơn bên mình Tuy nhiên là bên kia chết cũng rất là nhanh Bởi vì chơi team theo kiểu phối hợp lẫn nhau tiền đất đá chẳng hạn Thì bên mình đang có ưu thế hơn rất là nhiều Bên mình chỉ là Zigade 4 sao thôi 8 sao với 4 sao của Zigade nó cũng khác biệt nhau nhiều lắm Nếu mà 8 sao thì Nó sẽ hành động hai lần xong và nó sẽ trở lại cái hình dạng Cao hơn của nó Ví dụ dạng như 100% này Trận này thì mình muốn quay để xem Saini Mega Tiranita lên 8 sao Nó sẽ gánh được team của mình Ở trong trận này Thì các bạn nhìn thấy cái đội hình kia kia Bên kia kiểu dạng như là ngã ngũ rồi ấy Tưởng rằng như là thua rồi Nhưng không Cái mấu chốt bên kia đó là chính là con Luala Còn Mega TNC mà không đi kèm với tiên đất đá Thì mục đích trong và cho vào tương team này chỉ là để tạo ra cái khiên à, Cái tường nữa Để giúp cho cái team bên đấy nó đỡ bị chết lúc ban đầu thôi nổ đám rất là nhiều Bên mình thì chưa chết con nào cả Và bên kia thì chết rất là nhanh Và đây Còn mỗi, mỗi con la thôi Và bắt đầu nó chết rồi Nó sẽ hồi sinh khi nó quay trở lại Đây nó hồi sinh toàn bộ Pokemon hệ ma rồi Và cái lúc lật kèo của bên kia Chính là cái lúc này đấy Chứ còn lúc đầu tiên thì bay gần hết rồi đây là cái lúc team ma được tàng hình và bắt đầu được hành động này. Và có thể được đầy nộ, nộ luôn này lật kèo là chỉ mục đích này đấy trong lượt này thì mình nếu mà không có tưởng con Mega TNC thì team mình có thể chắc là sẽ bay hết rồi Thì các bạn thấy tầm quan trọng rất là lớn của Luala khi 8 sao Đây Masadao đây, 11 sao đây Phải nói sát thương của nó rất là khủng luôn 13 triệu và con Shiny Mega Tiradita của mình thì nó có kháng tử trong vòng 2 lượt khi bạn lên được 8 sao Do nó cũng đang rất là tốt Một con có thể trụ được hàng trên hai lượt Còn nếu mà nó bị khống chế, nó không hành động thì nó có thể trụ được đến 5 lượt Thì trận này nó nó gánh hết cái đoạn đam của con Masadao rồi Và khi Shiny Mega Tiradita tiến vào trạng thái kháng tử như này Tất cả nó đánh tấn công của nó, nó sẽ thành tấn công toàn địch lửa ma này đốt rất đau này các bạn thấy một đòn tấn công vừa rồi chết xứ mất hai con Hupa với là con Zeni Mega Genka ở hàng dưới rồi Lúc này thì đang có kháng tử Do đó cái đòn tấn công của con Masadao đánh lên Đang đánh vào tường của nó thôi này Còn đâu đánh vào nó thì chưa được Vẫn chỉ mất không máu thôi Và bị phản đam Nuala đã chết Các bạn thấy bị phản đam rất là nhiều Đó chính là cái Khiên kim cương của con Mega TNC và một đòn vừa rồi của mẹ Shiny Mega Tirai ta làm chết tiếp con Masadao rồi trận này mình quay để xem con Shiny Mega Tirai ta nó vừa được gánh được cái đòn vừa, rồi của con Masadao là chính thôi nói chung là lên được con Shiny Mega Tirai ta lên 8 sao mình thấy là quá là tốt luôn ok đấy là một cái trận đấu ví dụ thôi nói chung là nếu tim tiên ấy, thì đất đá chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ dễ dễ bị kiểu như bị kêu bởi cái tim ma nếu mà không có cái phòng bị chắc chắn như vừa rồi nhưng mà nhiều người về sau nếu mà top chẳng hạn nuôi tim tiên đất đá mà chắc hơn mình thì toàn những con 4 sao thôi không có kiểu đại như là không có đủ những cái con xịn như của họ thì tim tiên đất đá lúc đấy nó khác hơn rất là nhiều thì bạn nào đam mê tim ma thì có ba con chính rồi đó là Luala này, Masadao này và một con thủ hàng trên đó là con Giatina. Nếu bạn muốn kèm thêm Zmu À, còn con nữa thì các bạn phải nên lên được đó là ZMU 4 của nó thì lúc đó nó mới tốt để gọi thêm cặp đôi Latios Latias đánh rất là mạnh còn Shiny Mega Gengar ở trong này thì mình thấy nếu mà các bạn không hiểu dạng nó cũng tốt đấy tốt về team ma tại vì nó có tàng hình mà tuy nhiên là cũng không khả quan cho lắm nhưng mà so với ở các top lên được 12 sao thì nó rất là mạnh còn Mega TNC thì coi như là nó cũng tạo ra được một cái tường bảo hộ cho team ma lúc ban đầu rồi nếu bạn chơi toàn bộ team theo kiểu mà, tàng hình ấy, thì bên mình thì sẽ không được hành động trong vòng hai lượt rồi thì nó cũng sẽ ổn hơn tuy nhân là nó cũng dạng như là cũng con dao hai lưỡi, không tấn công toàn địch thì cũng sẽ rất chết rất là nhanh. Do đó với team ma này thì mình thấy nó sẽ ổn hơn với cả team thép bởi vì là nó ra sau lần rồi này. Cái thứ hai nữa là nó có vừa có công vừa có thủ và sát thương nó rất là cao, phòng thủ cũng rất là chắc. Do đó cái team ma là một cái team đang rất là ổn định cho bạn nào mà không chơi lên SS